Rồi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn 2K4. Và hôm nay thì như các bạn đã biết rồi, đấy là hôm trước thì chúng ta có một cái đề còn tương đối là quan trọng với lại các thanh niên sống tại Hà Nội. Đây là cái đề minh họa sau cái đề thi vào 10. Vậy thì hôm nay thì thầy sẽ chữa cái đề đó cho các bạn. Và trong cái quá trình mà chữa thì thầy sẽ phân tích cho các bạn xem là chúng ta sẽ cần cái gì và có cái thủ thuật hay là cái mẹo nào mà có thể giúp cho các bạn xử lý nhanh hơn so với lại những cái gì mà các bạn đang có hay là không. Thế thì trước khi mà vào chữa cái đề cụ thể thì thầy sẽ nói qua một chút về cái đề minh họa theo cái đánh giá của cá nhân thầy thôi. Đấy là theo cái đánh giá của cá nhân thầy thì toàn bộ cái nội dung ở trong này thì như trước đó thì có mọi người có nói với lại nhau, đấy là bác sở giáo dục của đào tạo Hà Nội thì có bảo là đề nó sẽ dễ thôi. Nhưng mà thực tế thì trong cái đề này thì nó sẽ có những câu dễ và có những câu khó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái số lượng câu khó thì nó không nhiều nha. Nhưng mà các bạn sẽ cần phải có cái kỹ năng làm trắc nghiệm rất là tốt thì các bạn mới có thể xử lý được ngon lành những cái bài tập dạng như thế này. Thế thì không nói dài dòng nữa. Thì các bạn, chúng ta sẽ đi luôn vào các cái câu hỏi. Và các bạn có thể thấy là thầy đã chiếu cho các bạn cái câu hỏi lên đây. Và chúng ta sẽ tiện trong cái việc quan sát. Và hy vọng rằng cho đến thời điểm này thì các bạn đã có trên tay cái đề minh họa của nó và đã thử sức xem là mình làm đến đâu và đúng sai như thế nào, thời gian mình làm hết cái đề đó ra làm sao. Đương nhiên là cái phần mà hóa hữu cơ thì nhiều bạn chưa học thì các bạn cũng không vấn đề gì cả, các bạn cứ làm hết cái phần vô cơ mà các bạn đã được học đi thì chúng ta sẽ so sánh và chúng ta đối chiếu. Còn lại cái phần hữu cơ ấy, các bạn học đến chỗ nào thì chúng ta xem tiếp đến đó. Câu đầu tiên, cái câu mở màn cho cái đề của chúng ta thì nó là một cái câu rất là dễ thôi. Ở đây nó hỏi là oxit nào sau đây thì là oxit axit. Đấy. Vậy thì đối với lại cái câu này thì các bạn sẽ nhìn vào đây thì các bạn biết ngay cái đáp án của nó là P2O5. Là P2O5. Đấy, nhưng mà ở đây thì thầy muốn nhấn mạnh cho các bạn một cái đây là nếu như tôi không gặp những cái anh chàng oxit mà quen thuộc, những cái anh chàng oxit axit quen thuộc thì làm thế nào để tôi có thể biết được rằng đấy là oxit axit hay là không? Thì đối với lại cái câu này thì người ta hoàn toàn có thể ra các bạn ở các cái cấp độ khác nhau, có các cái mức đánh lừa khác nhau. Ở trong đây thì nó chỉ có lừa mỗi một cái thôi, vì các bạn biết là MgO với CaO là những cái oxit bazơ rất là quen thuộc rồi. Còn ông chàng CO này, cái ông CO với lại cái ông mà P2O5 kia là những cái đáp án mà các bạn có thể phân vân một chút. Vì CO nó là oxit trung tính cho nên là chúng ta sẽ phải chọn là P2O5. Thế thì để mà giải quyết cái câu này nhanh gọn nhẹ thì các bạn sẽ cần phải nắm rất là chắc cái định nghĩa về oxit axit và oxit bazơ. Oxit axit và oxit bazơ và cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận ra một cái là oxit axit hay là oxit bazơ. Thế thì mình sẽ nói nhanh thôi. Thứ nhất là oxit bazơ nhá. Oxit bazơ thì các bạn sẽ nhớ là những cái anh chàng nào thuộc vào cái loại oxit bazơ thì thông thường các bạn nhớ này, những cái oxit kim loại nó sẽ là oxit bazơ thông thường thôi. Được chưa? Nhưng không phải là tất cả. Tại sao thầy lại nói là không phải là tất cả? Bởi vì những cái oxit kim loại nha mà có hóa trị cao. Ví dụ như là hóa trị 6 hay hóa trị 7 chẳng hạn thì nó lại thuộc về oxit axit. Nó thuộc về oxit axit. Đấy, ví dụ như là CrO3 hay là Mn2O7 thì đó là những cái oxit axit mà rất nhiều người thì nhầm tưởng nó với lại oxit bazơ. Được chưa? Để mà nó là oxit bazơ thì nó phải là oxit của cái anh chàng kim loại mà có hóa trị thấp rồi. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây, Ca hóa trị 2, Mg hóa trị 2 thì đây đương nhiên là oxit bazơ rồi. Được chưa nào? Còn lại cái anh chàng mà oxit axit thì thông thường thì nó sẽ là những cái anh chàng oxit của phi kim. Đấy, thì có hai cái anh chàng oxit của phi kim mà chúng ta xếp vào cái loại là trung tính, đó là NO và CO. Được chưa? Thì đây nó trong đó thì có CO nó đưa vào đây để nó lừa các bạn. Nhưng mà chắc các bạn không bị đánh lừa đâu. Được không nào? Thì đấy là câu số 1. Câu số 2, công thức hóa học của axit sulfuric là cái này thì quen thuộc quá rồi. Đúng không? Ai mà chả biết là H2SO4 axit đánh ghen nổi tiếng. Đúng không? Bỏ qua câu 2, câu 2 này chả có cái gì để mà phải phân tích cả.
Sang đến câu số 3 này, sắt 2 clorua có công thức hóa học là, thì đây nó là cái câu hỏi cũng giống như câu 2 thôi, nó mang tính chất là yêu cầu các bạn phải nhớ cái cách gọi tên. Bên trên là nhớ cái cách gọi tên của axit, còn bên dưới này thì nó là cái nhớ cái cách gọi tên của muối. Đấy, sắt 2 clorua có nghĩa là sắt của chúng ta có hóa trị 2, và clorua ở đằng sau thì các bạn nhìn thấy có cái chữ clo rồi. Đúng chưa? Vậy là sắt sẽ phải đi với anh chàng clo mà trong đó thằng sắt hóa trị 2. Đúng không? Clo hóa trị 1, vậy thì FeCl2 nó sẽ là cái mà chúng ta cần tìm. Được chưa? Ở đây thì nó sẽ có FeCl3, thì đấy là cái muối sắt 3 clorua không phải sắt 2 thì nó gây nhiễu một chút. Đấy, hoặc là ở đây chúng ta có thêm một cái là liên quan đến brom. Đấy, thì cái anh chàng này nó là sắt 2 bromua chứ không phải là clorua. Thì clo thì các bạn nhìn thấy được ngay rồi. Đúng không? Đó, thì đó là câu số 3. Câu số 4 này, chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic? Các bạn nhớ nhá, điều chế trực tiếp rượu etylic tức là nó chỉ điều chế bằng một cái phương trình phản ứng duy nhất thôi. Đấy, một công đoạn duy nhất thôi. Thế thì cái phần này thì các bạn có thể hoàn toàn là sau này các bạn học về rượu etylic ở trong học kỳ 2 của lớp 9 thì các bạn mở sách giáo khoa ra, các bạn sẽ thấy là cái cách mà người ta sử dụng để điều chế rượu etylic nó sẽ có hai cái được đề cập đến trong sách giáo khoa. Một là người ta lên men là cái phương pháp thủ công của chúng ta nhá, lên men từ tinh bột thành đường gluco, sau đó đường gluco thì lên men thành rượu. Và cái phương pháp thứ hai là người ta sử dụng C2H4 cho phản ứng cộng nước, hợp nước, C2H4 hợp nước. Và anh chàng C2H4 đấy thì nó có tên là ethylene. Vậy thì đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án A. Được chưa nào? Đương nhiên thì tất cả những cái anh chàng còn lại đều có khả năng nhá, chúng ta sử dụng để điều chế ra được cái anh chàng là rượu etylic, nhưng nó không phải là một phản ứng duy nhất, không phải là phản ứng điều chế trực tiếp mà nó hơi vòng vèo một chút. Được chưa? Đó, thì đấy là câu số 4, cái này không vấn đề gì đâu. Câu số 5 này. Bột canxi carbonat trong dung dịch tan trong dung dịch nào sau đây? Canxi carbonat là cái gì? Thì nó là CaCO3. Thì ông này là muối. Đúng không? Ông này là muối thì bắt đầu các bạn sẽ nhìn thấy là để mà làm câu này thì chúng ta sẽ liên tưởng đến cái tính chất hóa học của muối. Đó là muối sẽ có khả năng tác dụng với axit này, muối có khả năng tác dụng với dung dịch bazơ này, muối có khả năng tác dụng với muối này, muối có khả năng tác dụng với kim loại này. Đó, vân vân. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có đầy đủ axit, có đầy đủ bazơ này, muối này. Đấy, thì đây nó là một trong những cái câu mà nếu như các bạn không nắm chắc cái kiến thức, không nắm chắc cái điều kiện để xảy ra phản ứng thì các bạn sẽ bị bối rối, bởi vì thực tế thì ông canxi carbonat này nó là muối thì nó có khả năng phản ứng đầy đủ với những anh chàng bên dưới này. Đấy, nhớ nhá. Thế thì chúng ta sẽ phải nhắc lại một chút, đấy là điều kiện để muối tác dụng với muối là hai ông này này, thì hai muối của chúng ta đều phải tan. Được chưa? Và kể cả cái anh chàng NaOH này là bazơ cũng vậy, thì để mà muối tác dụng được với bazơ thì cả muối cả bazơ cũng phải tan. Nhưng cái anh chàng canxi carbonat này nó là đá vôi, mà các bạn biết rồi, bỏ đá vôi vào nước thì đến bao giờ cho nó tan, đúng không? Thế thì CaCO3 không tan, vì vậy các bạn sẽ bắt buộc phải sử dụng là axit chlorhydric để hòa tan nó, chứ nó không tan thì nó không phản ứng được với dung dịch bazơ và dung dịch muối ở đây đâu. Được chưa? Và CaCO3 tác dụng với HCl thì nó ra CaCl2, đúng không? Nước và CO2 nhá. Đấy là câu thứ 5. Câu thứ 6 thì nó thuộc về câu hỏi về hóa học hữu cơ, có lẽ là chưa nhiều bạn có thể nhớ. Thì nó nói đề cập trực tiếp đến giấm ăn, thì cái này sách giáo khoa nó cũng có nói là giấm ăn là dung dịch acetic có cái nồng độ là từ 2% cho đến 5% thôi. Cái giấm ăn ở nhà của chúng ta nó chính là acid acetic, nhưng có cái nồng độ rất là loãng từ 2 cho đến 5%. Nhá. Thì đây là cái câu mà lý thuyết ở trong sách giáo khoa nó đề cập đến. Vì vậy các bạn chỉ cần nhắc lại thôi. Thì đây nó không có cái gì để mà chúng ta phân tích cả. Được chưa nào? Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang các câu tiếp theo. Từ câu số 7. Câu số 7 thì vẫn là hóa hữu cơ thôi. Và bây giờ nghe rằng là phân tích hóa hữu cơ tại cái thời điểm này thì các bạn không nhớ được nhiều, các bạn không hiểu được nhiều. Thế thì cần thấy sao nói nhanh thôi nhá. Benzen không tác dụng được với chất nào sau đây? Thì nó có H2 này, có xúc tác khí clo, khí oxy và brom trong dung môi nước. Thì một ngày nào đó khi mà các bạn đã học xong về benzen rồi, các bạn hãy xem lại cái video này và các bạn sẽ thấy được rằng đây là một trong những cái câu hỏi
nha, mà nó có cái khả năng gây nhiễu rất là tốt, rất là tốt. Ở cái chỗ là H2 thằng benzen nó cũng phản ứng, khí clo nó cũng phản ứng, khí oxy nó cũng phản ứng, mà brom nó cũng phản ứng. Nhưng mà cái điều kiện của nó thì nó sẽ quyết định xem là ở trong này cái anh nào thì bị loại đi. Đấy, và các bạn sẽ đọc ở trong sách giáo khoa thì nó sẽ có rất rõ cái điều này. Đấy là brom ấy, nếu như chúng ta đun cái hỗn hợp benzen và brom với xúc tác là bột sắt thì nó sẽ xảy ra phản ứng. Còn lại nếu như mà cho benzen tác dụng với brom ở trong nước thì là nó không phản ứng. Thì trong sách giáo khoa nó có. Vậy thì nếu như bạn nào mà chỉ học theo cái hình thức đó là benzen tác dụng với brom nhưng không biết brom nào, đấy, thì các bạn sẽ không làm được cái câu số 7 này. Câu số 7 này nhá. Bạn nào không tin thì cứ mở luôn thẳng sách giáo khoa lớp 9 của chúng ta xuống đến phần benzen mà xem nhá. Trong phần tính chất hóa học cùng một trang luôn, nó sẽ có bên trên là phản ứng đun nóng hỗn hợp brom benzen với bột sắt. Còn bên dưới ngay cái phần tính chất hóa học ở dưới đó là nó bảo rằng brom này ở dưới dạng trong dung dịch thì nó không phản ứng, trong dung dịch nước thì nó không phản ứng với lại cái anh chàng benzen. Được chưa? Thế thì phân tích thêm một chút về câu số 7 này thôi. Sang đến câu số 8. Câu số 8 này cũng là một trong những câu mà nếu như mà các bạn học không chắc kiến thức thì các bạn cũng tương đối là mệt mỏi về nó. Nó bảo rằng cái muối nào sau đây thì không bị nhiệt phân hủy. Đấy. Thế thì chúng ta học cái tính chất học của muối thì chúng ta chỉ bảo là một số muối thì dễ bị nhiệt phân hủy, nhưng nhiều bạn thì không để ý đến là những muối đó là muối nào. Muối đó là muối nào nhá. Thì thầy phải nói luôn cho các bạn rằng những cái muối carbonat không tan, những cái muối carbonat không tan thì dễ bị nhiệt phân hủy. Được chưa? Các cái muối nitrat đấy, thì cũng dễ dàng bị nhiệt phân hủy. Và cái anh chàng KNO3 này nếu như bạn nào mà biết thì nó được sử dụng ở trong cái bảo quản thực phẩm. Đấy, thì cái sức xúc xích của chúng ta thì cũng có cái thành phần là cái anh chàng này nó sử dụng để bảo quản. Và khi anh này mà bị nhiệt độ cao thì nó sẽ phân hủy tạo thành KNO2 và giải phóng khí oxy. Và KNO2 thì thầy có trong cái bài giảng về khóa lớp 9 online của thầy thì thầy có nói là cái ông đấy thì là nó dễ gây ung thư. Dễ gây ung thư. Vậy thì KNO3 này là một cái mà bị nhiệt phân hủy. Được chưa? KCLO3 này nó chính là cái thành phần của cái mà trước đây người ta dùng để dán vào cái bên cạnh của cái hộp que diêm ấy. Hộp diêm ấy nhá. Thì anh này mà khi mà bị ma sát thì nó sẽ giải phóng ra là tạo thành KCL và giải phóng khí oxy. Và oxy sau đó phản ứng với lại phốt pho ở trong que diêm thì nó gây cháy. Đấy, thì như vậy là 1, 2 và 3 ông kia nhá, là có cái sự phản ứng khi mà có sự phản ứng phân hủy khi mà dưới tác động của nhiệt. Được chưa? Chỉ có cái ông Na2CO3 này thì không này. Đấy. Thế thì để làm bài này thì các bạn nếu như các bạn không biết được hai cái ông tướng này thì các bạn hoàn toàn có thể nhớ một điều thôi, đó là các muối carbonat không tan thì bị nhiệt phân hủy. Còn cái anh chàng này thì sao? Anh chàng này nó là muối carbonat tan, vì vậy nó sẽ rất khó. Đó, anh chàng này không bị nhiệt phân hủy. Được chưa nào? Đấy, thì đây là cái mà các bạn sẽ cần phải lưu ý cho cái câu số 8. Tưởng là dễ nhưng nếu như chúng ta không biết thì chúng ta sẽ thấy rất là phiền phức. Được chưa? Sang câu số 9, và thầy sẽ chữa hết đến câu số 11 thì thầy sẽ xem các bạn có vấn đề gì thắc mắc trong 11 câu đầu tiên hay không. Nha, vì tiện đây thì các bạn có thể nhìn thấy hết câu số 11 rồi. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Sang đến câu số 9 này, dung dịch nào sau đây thì phản ứng với sắt nguyên chất? Câu này cũng là có một cái chi tiết mà nó đánh lừa các bạn. Các bạn nhìn ở đây, H2SO4 đặc nguội. H2SO4 đặc nguội. Thế thì nhiều bạn cứ nhìn thấy H2SO4 acid đúng không? Ông sắt này là kim loại. Sắt có phản ứng vậy thì kim loại có phản ứng với lại acid không? Có. Đấy, nhưng đây nó nằm trong cái phần tính chất đặc biệt của cái thằng acid sulfuric đặc. Đó là acid sulfuric đặc mà nguội thì nó không phản ứng với lại sắt và nhôm, hay nói cách khác là sắt và nhôm bị thụ động hóa trong H2SO4 đặc nguội. Vậy thì H2SO4 đặc nguội này sẽ không phản ứng được với lại anh chàng sắt đâu. Kể cả nhôm thay vào cũng thế thôi. Nhá. Đấy, thì đây nó là cái tính chất đặc biệt của H2SO4 đặc nguội. Còn FeSO4 và MgCl2 thì các bạn sẽ thấy là nếu như cho sắt vào đây, ba cái anh chàng còn lại đều là muối cả. Vậy thì điều kiện của kim loại tác dụng với muối là gì? Đó là kim loại. Nhá, các bạn sẽ nhớ nôm na một cái đấy là kim loại mạnh thì đẩy kim loại yếu ra khỏi muối, hay nói cách khác khi chiếu vào trong cái dãy hoạt động hóa học của kim loại ấy, thì cái anh chàng kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau, đúng không? Thế thì ông sắt thì ông ấy không tự đẩy, ông ấy sắt này thì nó không tự đẩy nó ra khỏi muối,
Được chưa nào? Và cái anh chàng MG kia thì nó lại là đứng trước cái sát của chúng ta mất rồi. Do đó sát yếu hơn thì không có tuổi với cái anh chàng MG. Vậy thì nó sẽ không đẩy MG ra được. Được chưa? Và cái đáp án của chúng ta trong cái câu 9 này nó sẽ phải là muối đồng nitrat. Sắt thì nó mạnh hơn đồng, nó sẽ đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối. Được chưa nào? Đấy, thế thì ngoài ra thì thầy sẽ nói thêm với các bạn một chút liên quan đến sắt phản ứng với muối sắt. Cái này lưu ý trong tất cả các khóa học của thầy thì thầy đều lưu ý với các bạn. Đó là cái trường hợp của sắt Fe nó có khả năng phản ứng với muối sắt 3. Đương nhiên muối sắt 3 phải tan. Thầy lấy ví dụ như FeCl3 chẳng hạn. Nhá. Hoặc là Fe2, SO4 tất cả 3 lần cũng thế. Thì cái hai anh chàng này nó có khả năng phản ứng với nhau để nó tạo thành cái anh chàng ở giữa, đó là muối sắt 2. FeCl2. Nhá. Đấy, thì đây nó là một cái mà các bạn hết sức cần phải lưu ý, vì hoàn toàn người ta có thể đưa vào đây để người ta đánh lừa các bạn. Nó có thể cho vừa FeSO4, người ta vừa cho là Fe2SO4. Và khi đó các bạn bảo chắc sắt không phản ứng với muối của sắt đâu, và loại cái đáp án đó đi. Được chưa? Thì đấy là đề phòng thôi. Thì chúng ta cứ phòng còn hơn tránh. Được chưa nào? Đấy, thì đây nó là cái câu số 9. Các bạn hết sức lưu ý cho cái thầy cái phản ứng của Fe với FeCl3 nhé. Sang câu số 10. Acetylen. Cái chỗ này thì thầy gõ lại có sai chính tả một chút. Acetylen có công thức cấu tạo là thì cái này trong sách giáo khoa nó nhắc đến rồi. Acetylen có công thức phân tử là C2H2. Thế thì ở trong này thì các bạn nhìn qua cái công thức của nó thì nó chỉ có mỗi cái đáp án C là phù hợp với công thức phân tử C2H2 thôi. Nên là nếu như chẳng may các bạn mà quên mất, không nhớ công thức cấu tạo của nó. Còn đương nhiên trong sách giáo khoa nó nhắc đầy đủ công thức cấu tạo của nó là CH nối 3 CH. Được chưa? Câu này không có nhiều cái để chúng ta phải bàn bạc đến. Sang đến câu số 11. Câu số 11 của chúng ta người ta bảo là cho các nguyên tố thuộc nhóm 7 gồm có clo, iốt, fluor, brom, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là. Thế thì cái này các bạn đã được học nhá, hoặc là bạn nào mà chưa học ấy, thì chúng ta sẽ được học ở trong cái nội dung đó là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nó bảo như sau, đấy là trong cùng một cột, tức là trong cùng một nhóm nhá, thì chiều từ trên xuống dưới tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần, và thầy sẽ không phải nhắc cho các bạn xem anh chàng nào mạnh nhất nữa, thầy chỉ viết đơn giản một cái thôi, anh chàng trên cùng này là fluor, sau đó đến clo, rồi đến brom, và sau đó là đến iốt. Đấy, vậy thì từ trên xuống dưới tính kim loại giảm dần, tính kim loại là tăng dần, nhớ là các bạn, tính kim loại là tăng dần, còn tính phi kim thì giảm dần. Thế thì tính phi kim giảm dần thì đương nhiên một điều cái thằng đứng trên cùng này thì nó phải là cái thằng mà có tính phi kim mạnh nhất. Được chưa? Đó, thế thì ở đây nó chính là cái anh chàng phi kim mạnh nhất, và các bạn sẽ cần phải chọn ở đây nó là gì? Tính phi kim mạnh nhất phải là đáp án B, fluor. Được chưa? Và fluor nó là cái nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố. Đấy là cái điều mà thầy sẽ khẳng định thêm cho các bạn. Để nếu như sau này mà nó có hỏi thì các bạn cũng sẽ biết điều này. Câu số 12 này. Lưu huỳnh tác dụng với chất nào sau đây thì tạo ra sản phẩm là muối? Ok. Bài này thì rất là nhiều bạn sẽ nhớ, sẽ lục lại kiến thức xem là lưu huỳnh tác dụng với cái gì thì ra muối. Đúng không? Thì đấy là một trong những cái phương án làm của các bạn rất tuyệt vời. Đó, thì lưu huỳnh mà tác dụng bắt đầu các bạn sẽ nhẩm được là lưu huỳnh tác dụng với sắt thì ra muối, chọn luôn đáp án A. Đúng không? Và cẩn thận hơn thì các bạn bảo lưu huỳnh tác dụng với oxy thì nó ra là oxit SO2. Đúng không? Tác dụng với hydro thì ra H2S, thằng này nó là khí hydro sunfua. Đấy, và nó nếu như mà xét và cho vào trong nước thì nó thành là axit, vậy không phải muối. Và fluor này cũng thế, lưu huỳnh tác dụng với fluor thì nó không ra muối. Đấy, nó ra SF6. Hoặc là một cái mà các bạn sẽ ít gặp thôi. Thì đấy là một cái biện pháp. Thì có một cái biện pháp thứ hai nữa mà các bạn có thể sử dụng nhá. Một cái biện pháp thứ hai nữa các bạn có thể sử dụng như sau. Đó là các bạn nhớ lại cho thầy cái định nghĩa về muối mà các bạn được học ở trong chương trình kiến thức của lớp 8. Đó là muối là gì? Muối là một cái hợp chất gồm có hai phần, phần thứ nhất là kim loại nhá, và phần thứ hai là liên kết với gốc axit. Thế thì thằng lưu huỳnh kia nó có phải kim loại không? Thì nó không phải là kim loại. Được chưa? Và ba cái thằng này thì nó đều là phi kim cả. Thế thì đương nhiên nếu như ba thằng này là phi kim cả, chọn vào với ông phi kim kia nữa thì toàn phi kim với nhau, thì lấy đâu ra muối? Đúng chưa? Vậy thì tôi chọn sắt luôn, không cần phải suy nghĩ. Được chưa nào? Đấy là hai cái hướng làm của các bạn nhá. Đấy, thì đấy là câu số 12.
Câu số 13, khí nào sau đây màu vàng lục? Cái này bạn nào mà học thuộc rồi, chọn luôn đáp án B. Đúng không? Thế còn chưa học thuộc thì sao? Đấy, thì nhiều bạn chưa học thuộc đọc đến đây bảo thôi toi rồi. Phần này chưa học, chả biết màu của thằng clo là màu gì. Thì các bạn có cần cái tiết là các bạn phải nhớ màu của clo đâu. Các bạn nhìn này, hero, các bạn nhìn thấy chưa? Thì ai mà chả từng một ít nhất một lần chơi cái quả bóng hero và nhìn thấy nó nổ. Đúng không? Hoặc là các bạn xì cái quả bóng hero ra thì các bạn cũng biết rồi. Thì hero làm quái thì có màu. Đúng không? Không có màu. Anh chàng carbon dioxide nghe tên thì nguy hiểm vậy thôi, chứ thực ra ông này là CO2. CO2 chúng ta thở ra hàng ngày. Và nếu như bạn nào mà cảm giác là tôi chưa biết màu của CO2 thì ngửa cổ lên này, thở ra phát nhìn mắt nhìn trơn trơn lên, biết ngay CO2 cũng không có màu. Đúng không? Đấy, và cuối cùng là khí oxy đầy trong không khí làm gì có màu. Vậy thì cái thằng cuối cùng các bạn loại trừ đi như vậy, sử dụng kiến thức thực tế các bạn như vậy, thì các bạn sẽ tìm ra được đáp án B là đáp án clo thôi. Vậy thì đừng vội vàng sợ hãi khi thấy màu của các khí là tôi không biết. Nha, cố gắng vận dụng cái trí óc của chúng ta để xem là có cái gì mà ngoài đời sống chúng ta có hay không. Vận dụng vào, làm luôn. Được chưa? Đấy, thì đây là câu số 13. Câu số 14, loại than nào sau đây có tính chất là hấp thụ cao? Thực ra cái này nó chính xác, nó phải là hấp phụ. Hấp phụ cao thì mới chính xác, chứ không phải là hấp thụ đâu. Nha. Được sử dụng để chế tạo mặt nạ phòng độc, thì cái này nó là than hoạt tính. Ai chả biết, đúng không? Mặt nạ hoạt tính, khẩu trang than hoạt tính. Đấy, xong rồi đến quảng cáo gọi là Biore hay là Nivea, thì nó còn đưa cả từ sức mạnh từ than hoạt tính vào. Thì cái này mà các bạn không biết thì tôi chả còn cái gì để nói cả. Đấy chưa nào? Đấy, thì đấy, cái đáp án nó phải là than hoạt tính. Câu số 15, phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai nha các bạn nhớ nha. Cái mà người ta cần ấy là sai, chứ không phải là cái đúng. Được chưa? Thì cái sai này rất là may cho các bạn là nó chơi ngay câu đầu tiên. Kim loại Ag có phản ứng với dung dịch H2S4 loại. Đây là cái điều. Acid thì có phản ứng với kim loại, nhưng kim loại này phải là kim loại đứng trước hero trong giai hoạt động hóa học. Nhá. Còn lại những cái thằng nào kim loại nó được xếp vào cái thể loại là độc và là quý thì tức là nó sẽ không phản ứng. Cái này thầy nó nhắc đi nhắc lại rồi. Độc thì nó có là thằng thủy ngân HG. Còn quý thì nó có là vàng, bạc, bạch kim. Đúng không? Và ngoài ra còn một cái quý nữa, các bạn muốn hiểu theo thế nào thì hiểu, đó là ông Cu thì cũng là một cái dạng quý. Được chưa? Đấy, thì như vậy là những cái anh chàng bạc, vàng, bạch kim, đồng, thủy ngân là nó không phản ứng được với những cái anh chàng axit thông thường như H2S4 loãng, HCl. Và nhớ nhá, HCl dù đặc hay loãng thì đều không phản ứng với mấy ông tướng này đâu. Mấy ông tướng này chỉ nó phản ứng với được là H2S4 đặc nóng hoặc là anh chàng là HNO3 thôi. H2S4 đặc nguội cũng được. Nhá. Thì đây là nói thêm một chút về cái câu A thôi. Còn lại đương nhiên thì B, C với lại D đúng rồi, thì chúng ta còn gì để mà phân tích nữa. Đúng không? Chả có gì để mà phân tích cả. Nhá. Chúng ta chuyển tiếp sang câu 16, 17, 18. Đấy, thầy sẽ chữa đến hết câu 20 cho các bạn luôn. Đấy, và sau đó thì lại xem là các bạn comment cái gì. Đó. Và nhớ là 24 câu đầu toàn lý thuyết rồi. Làm nhanh lắm. Đoạn về sau nó mới mệt mỏi. Thì đoạn về sau chúng ta sẽ giảng kỹ hơn. Nhá. Nhá. Câu 16, chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? Thôi, cái này sách giáo khoa có, thầy nói luôn, glucose không có phản ứng thủy phân. Nhá, protein, chất béo hay tinh bột, các bạn đọc sách giáo khoa, các bạn sẽ thấy là nó đều có phản ứng thủy phân cả. Được chưa nào? Câu 17, chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? Thì nói luôn, hợp chất hữu cơ nó định nghĩa như sau. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon, vậy thì chứng tỏ tất cả trong những ông nào không có carbon, các bạn vứt đi. Nhưng mà yên tâm, bọn này nó có hết. Được chưa nào? Nhưng không phải cứ có carbon thì nó là hợp chất hữu cơ. Những cái anh chàng hợp chất hữu cơ nó chứa carbon thì nó phải trừ ra các cái loại sau đây. Một là các cái oxit của carbon như là CO, như là CO2. Các bạn học oxit nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về là vô cơ, học kỳ 1 rồi. Đúng không? Cái thứ hai, axit H2CO3 đương nhiên nó cũng là chất vô cơ. Được chưa? Cái thứ ba, muối carbonat. Đấy, và nếu như các bạn cần thiết cái thứ tư, cái thứ năm nữa thì các bạn hoàn toàn có thể tra trên mạng để các bạn biết thêm thông tin. Ví dụ như là một số các cái loại như cyanua, đọc conan kali cyanua, nhớ nha, đấy là chất vô cơ, không phải hữu cơ đâu, các bạn không phải lo. Được chưa? Đấy, thì ở đây các bạn nhìn thấy hoặc nghe cái ông
CaCO3, đây là muối carbonate. Vậy thì nó sẽ thuộc loại là hợp chất vô cơ, không phải hữu cơ nhá. Và các bạn sẽ phải chọn là đáp án B. Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ. Xong nhá. Sang đến câu số 18. Câu số 18 người ta bảo rằng ở điều kiện thường chất nào sau đây không tan trong nước. Đặc biệt phải chú ý những câu nó mang tính phủ định nhá. Không, sai. Để tránh cái việc mà chúng ta tìm ra cái mà có hoặc là đúng. Đấy, và thông thường những cái chữ này nó hay in đậm nhá, hay in đậm. Thế thì chất nào sau đây không tan trong nước thì cái này nó liên quan đến cái ánh sáng là hóa học hữu cơ. Thế thì cái này thực ra có bạn thì nhớ, có bạn thì không. Và cũng tương tự như cái câu ban nãy ở bên trên thầy có nói với các bạn rồi, cái gì mà không nhớ thì tôi vận dụng kiến thức thực tế. Và câu này vận dụng được nhá. Rượu etylic là cái rượu mà chúng ta uống hàng ngày, cho rượu vào nước nó có tan không? Tan chứ. Đúng không? Pha loãng rượu được mà. Thế thì các bạn cho vào một cái, các bạn biết à, rượu etylic không phải là cái mà cần chọn. Ông này tan. Glucose chúng ta tiếp nước, tiếp đường. Nó là đường glucose mà. Thế thì đường glucose nó phải tan trong nước. Đúng không? Acid acetic là giấm ăn, các bạn ở nhà các bạn cho giấm ăn vào nước canh, nó không tan thì nó nổi váng à. Đúng không? Thế thì như vậy là thằng benzen là cái mà tôi cần phải chọn. Được chưa? Đấy là câu số 18. Sang câu số 19, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom? Còn này lại thuộc về hóa hữu cơ. Thế thì làm mất màu dung dịch nước brom thì ở đây nó sẽ chỉ có một anh thôi, C2H4. Cái này nó nằm trong tính chất hóa học của ethylene. Các bạn đưa vào các bạn sẽ thấy. Nhá. Đấy. Câu số 20. Câu này thì làm xong một cái 9 câu thì bắt đầu lại xem comment của các bạn này. Acid acetic và rượu ethylic đều phản ứng được với cái gì? Đấy, thì đối với lại cái vấn đề này thì các bạn sẽ cần phải nhớ tính chất hóa học của rượu ethylic, nhớ tính chất hóa học của acid acetic thôi nhá. Và cái chung của nó đấy là chính là kim loại Na. Kim loại Na nhá. Cho Na vào rượu nó cũng phản ứng, cho Na vào acid thì đương nhiên là acid nó phản ứng với Na rồi. Không có gì phải bàn cãi cả. Được chưa? Đấy thì câu 20 nó là cái đáp án D. Câu số 21 này. Chất nào sau đây tan trong dung dịch HCl? Cái câu này vớ vẩn nhỉ. HCl thì nó tác dụng được với bazơ, các bạn nhìn thấy bazơ các bạn khoanh luôn thầy, không phải suy nghĩ. Nhá. Còn ông AgCl thì đương nhiên là không phản ứng với HCl rồi. BaS4 thì HCl chưa đủ tuổi để hóa tan nó. Đây là lý do tại sao có một số thanh niên biết một chút ít về hóa thì tỏ tình với bạn gái bảo là tình yêu của anh dành cho em giống như BaS4 ấy, không tan trong bất cứ thứ gì cả. Thì thực ra là trong khuôn khổ của lớp 9 thì các bạn sẽ không tìm được cái mà nó hòa tan được BaS4 thôi. Lên đại học sẽ có nhá. Cu thì chúng ta phân tích ban nãy rồi, nó đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học, do đó nó không tác dụng được với dung dịch HCl. Đấy chưa? Câu số 22. Hỗn hợp khí X gồm có O2, Cl2, CO2, SO2 dẫn X từ từ vào bình đựng dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Chất khí thoát ra khỏi dung dịch là thế thì cái chất nào thì nó thoát ra khỏi dung dịch thì chất đó không phản ứng với tất cả những cái gì có ở trong dung dịch. Các bạn nhớ nhá, nó sẽ không phản ứng với tất cả những cái gì có trong dung dịch. Có trong dung dịch của nó chúng ta sẽ gồm là CaOH tất cả hai lần và nước. Đấy chưa? Vậy thì có hai cái mà nó sẽ giữ lại, hai cái đặc điểm mà nó sẽ giữ lại. Một là nó phản ứng với nước hoặc phản ứng với CaOH tất cả hai lần. Đấy chưa nào? Và cái thứ hai là dựa vào tính chất vật lý của nó tan tốt trong nước thì nó sẽ bị giữ lại. Vậy thì những anh nào mà không phản ứng với nước, không phản ứng với CaOH tất cả hai lần, lại không tan tốt ở trong nước thì nó sẽ bị bay ra. Được chưa? Thế thì ở đây CO2 các bạn có cái dạng bài tập là CO2 tác dụng với lại dung dịch bazơ rồi. Thế thì rõ ràng là CO2 là phản ứng với Na với lại CaOH tất cả hai lần, do đó nó không ra được. SO2 tương tự như CO2, chúng ta không bàn đến nhá. Hai ông này phản ứng giống hệt nhau, khác nhau mũi chữ C với chữ S thôi. Câu D, O2 thì O2 này cho vào nó chả phản ứng cái gì cả, nó lại tan ít ở trong nước, như vậy là O2 sẽ là khí thoát ra. Vậy thì Cl2 phản ứng với CaOH tất cả hai lần, nó ra cái gì? Thì nó ra CaCl2 cộng với lại CaOCl tất cả hai lần nhá. Đây là dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Như vậy là anh chàng này làm sao bị giữ lại. Đáp án là đáp án D. Thấy chưa nào? Đó, đấy là câu 22. Câu số 23 nó liên quan đến phản ứng cộng, và phản ứng này thì các bạn sẽ học ở trong cái phần đó là cái phần hóa học hữu cơ. Nhưng mà chỉ nói nôm na như thế này thôi là các bạn có thể làm được này.
phản ứng cộng, cộng là gì? Đấy, cộng là A cộng với B ghép vào với nhau. Được chưa? Hai chất nó ghép vào với nhau thì nó gọi là phản ứng cộng. Thế thì bây giờ các bạn nhìn ở đây, các bạn chỉ cần tìm xem anh chàng nào từ hai chất ban đầu hoặc từ nhiều chất ban đầu mà nó ra chỉ có một chất thôi, số lượng chất của nó giảm đi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy ngay là đáp án D này. Hai cái anh chàng này phản ứng với nhau ra có mỗi chất. Được chưa? Còn lại các cái chất khác nó đều gồm có hai chất, nó đều gồm có hai chất cả. Thế thì đây không phải là phản ứng cộng. Thì đấy là cái dấu hiệu mà các bạn nhìn thấy rõ nhất. Nhá. Thì như vậy cái câu số 23 nó sẽ là đáp án D. Câu số 24. Câu số 24, chất nào sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch bazơ tương ứng? Tác dụng với nước ở điều kiện thường mà ra dung dịch bazơ thì nó sẽ là một nhá, là kim loại, hai là oxit bazơ. Tuy nhiên cả hai cái anh chàng này phải là một trong những cái kim loại thường gặp là khi nào bạn cần, tức là kali, natri, bari và canxi. Ngoài ra các bạn có thể gặp thêm một cái anh chàng nữa là liti, là hay gặp nữa thôi. Còn chương trình cấp 2 các bạn không gặp thằng kim loại nào tác dụng với nước nữa đâu. Đấy, vậy thì chất mà tác dụng với nước ở điều kiện thường, các bạn nhìn một loạt các bạn sẽ thấy ngay CaO. Đúng không? Hoặc nếu không các bạn nhìn ngay SO2, CO2 là oxit acid. Oxy thì sao? Oxy đương nhiên chúng ta vừa mới nói ban nãy sau, làm sao mà tác dụng được với nước? Nó mà tác dụng với nước thì chúng ta hết oxy để thở rồi. Đúng không? Đấy, thế thì đáp án còn lại chỉ có CaO thôi. Đấy là mặc dù các bạn là không nhớ là CaO có nằm trong cái đống oxit tác dụng được với nước hay là không. Nhá. Đấy thì đấy là cái cách làm câu số 24. Câu số 25 là câu tính toán, nhưng đây là một câu dễ, câu rất dễ. Người ta hỏi rằng thể tích khí oxy tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan ở điều kiện tiêu chuẩn. Thế thì metan là cái gì? Các bạn chưa học hóa hữu cơ thì thầy cho các bạn luôn. Metan là CH4. Được chưa? Metan là CH4. CH4 phản ứng với oxy. Nhá. Thì cách mà các bạn làm này, sau này khi mà các bạn gặp một cái hợp chất tác dụng với oxy thì hầu hết, không phải tất cả, hầu hết các bạn chuyển toàn bộ các cái nguyên tố, tách rời nó ra và sau đó cho hợp với lại oxy để tạo thành oxit. Thế thì C mà cộng mà hợp với oxy để tạo thành oxit thì nó sẽ thu được là CO2, H2, H này kết hợp với oxy thì nó phải tạo thành H2O. Đúng không? Thì đây là cái dự đoán sản phẩm của các bạn. Đấy, đương nhiên cái anh chàng này cần có nhiệt độ. Và các bạn đừng quan tâm là có nhiệt độ hay là không. Nhá, đừng quan tâm là có nhiệt độ hay là không. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà các bạn làm trắc nghiệm thì các bạn cần quái thì các bạn phải biết là điều kiện của nó là cái gì. Được nha. Thế thì cân bằng phản ứng thì các bạn sẽ thấy là bên này có 1C, bên này có 4H, 2H thì các bạn phải nhân đôi. Đúng không? Anh chàng này là 2, với 2 là 4, chia đôi các bạn thu được là 2 oxy. Đấy, 2 oxy. Vậy thì nào, vậy thì bây giờ các bạn có cái gì rồi? Các bạn sẽ thấy là các bạn đề có trong cái đề bài là 11,2 lít khí metan. Thì cách mà các bạn phân tích như thế này nhá. Người ta yêu cầu chúng ta tính là tính oxy, nhưng người ta cho chúng ta số liệu thì lại cho số liệu liên quan đến thằng metan. Vậy thì chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, không liên quan đến thằng metan thì chúng ta có tính oxy bằng niềm tin. Đúng không? Vậy thì kiểu gì thì kiểu các bạn sẽ phải so sánh số mol của khí oxy với số mol của cái thằng khí metan là thằng CH4. Đúng chứ? Phải so sánh với thằng CH4. Đấy, thế thì so sánh xem là thằng khí oxy này gấp bao nhiêu lần số mol của CH4. Thì các bạn nhìn vào đây. CH4 là 1, hệ số 1. Oxy là hệ số 2. Như vậy là ở trong hai thằng này, thằng CH4 này nó ít hơn. Đúng không? Và nó ít hơn bao nhiêu thì nó bằng một nửa. Đấy, thế thì các bạn sẽ thấy ngay là oxy thì nó gấp đôi cái ông này. Đấy, hoặc là các bạn so sánh ngược lại nhé. O2 thì là 2, thằng này thì là 1. Như vậy O2 nhiều hơn và nhiều gấp đôi. Vậy thì số mol của oxy bằng 2 lần số mol của CH4. Thế số mol của CH4 bằng bao nhiêu? Thì ở đây có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn mà. Thì cứ nghe cái điều kiện tiêu chuẩn, có nghĩa là tôi lấy V chia cho 22,4. Đó, 22,4 thì có 11,2 chia cho 22,4. Nhớ nhá, cái chỗ này là một trong những cái mà các bạn sẽ sai lầm nữa này. Đấy là các bạn quên trừ mất, đằng trước thì viết 2, nhưng đằng sau thì quên mất, không biết 2 vào nữa. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ cần phải nhân 2. Và cái chỗ này nó bằng đúng 22,4 luôn. Đấy. Không phải, cái này không phải bằng 22,4. Cái này bằng 1 chứ, quên mất. Đấy, đôi khi già nó lẩm cẩm đấy các bạn. Đấy, cái anh chàng này nó sẽ bằng 1 mol.
Được chưa? Nhưng mà ở đây thì đề bài nó lại hỏi là cái gì? Thể tích khí oxy cơ. Vậy thì cái thể tích của khí oxy là 1 nhân với 22,4. Đấy, vậy thì 22,4 lít nó là đáp án cuối cùng của chúng ta. Thì đấy là cách thứ nhất. Nha. Cách thứ hai, các bạn nhớ cho thành một câu như thế này. Tỷ lệ về thể tích cũng là tỷ lệ về số mol trong cùng một điều kiện. Vậy thì các bạn nhìn thấy là số mol của O2 gấp đôi số mol của CH4. Vậy thì thể tích của O2 nó cũng phải gấp đôi thể tích của CH4. Thể tích của CH4 là 11,2 nhân đôi một phát là ra 22,4. Được chưa? Các bạn sẽ không cần phải qua các cái bước là chia 2 xong rồi lại nhân với lại 22,4. Các này các bạn có thể bỏ qua được. Được chưa? Bỏ qua cái bước này, nhân một phát nhân đôi luôn là chúng ta có kết quả. Nha, lưu ý cái này nha. Thì đấy là câu số 25. Vậy thì thể tích tối thiểu là thể tích nó phản ứng vừa đủ, vừa khít khìn khịt, không dư tí nào cả thì nó là thể tích tối thiểu. Được chưa? Đấy, thì đây là cái cách mà chúng ta làm câu số 25 là câu tính toán đầu tiên. Chúng ta làm luôn đến câu số 26. Thì đây nó là một cái câu hình vẽ mô tả thí nghiệm và nó đòi hỏi các bạn cần phải hiểu cái thí nghiệm đó. Thế thì ở đây thầy sẽ phân tích cái hình vẽ, đương nhiên là cái việc mà đưa ra đáp án dành cho các bạn thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng thầy sẽ phân tích kỹ cho các bạn ở trong cái phần hình vẽ này nó như thế nào. Nào, ở đây nó hỏi công thức hóa học của Y là cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Thế thì các bạn nhìn này, ở đây người ta nung chất rắn và người ta thu được khí Y. Và cái anh chàng Y này có một đặc điểm là người ta thu bằng cách là rời nước, rời chỗ của nước. Nhá, thì đối với lại cái anh chàng này nó sẽ, các bạn sẽ có thể nhìn thấy một cái dấu hiệu rõ ràng. Để thu được Y bằng cách đẩy nước nhá, thì Y này thứ nhất phải ít tan trong nước, phải rất ít tan trong nước thì mới được. Chứ còn bây giờ các bạn điều chế mấy anh khí như kiểu là NH3 hay là clo chẳng hạn, cho vào nước nó tan sừ vào nước thì chúng ta thu được làm sao mà chúng ta thu được khí, đúng không? Không thể thu được. Đấy, thế thì rõ ràng là cái ông Y này là phải không tác dụng với nước và không tan trong nước thì chúng ta mới thu được. Đấy, vậy thì ngay lập tức các bạn nhìn thấy HCl tan tốt trong nước này, CL2 phản ứng với nước này, loại nó đi. Được chưa? SO2 thì sao? SO2 này cũng tan được ở trong nước. Nhá, cũng tan được trong nước để tạo thành H2SO3 mà. Đúng không? Đó. Thế thì ở cái chỗ này chất rắn X, nung chất rắn X thì thu được khí Y. Thế thì cái anh chàng này nó cũng là một cái nữa để củng cố cho các bạn cái việc chọn cái anh chàng O2. Đó là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể nung những cái hợp chất mà có nhiều oxy mà dễ bị phân hủy bởi nhiệt, như KClO3 chúng ta nhắc vào nãy, hoặc là KMNO4. Cái này sách giáo khoa lớp 8 có nói rồi. Được chưa? Sách giáo khoa lớp 8 có nói rồi. Thì đây nó chính là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Lưu ý hai cái. Một là cái việc đặc điểm của khí Y khi sử dụng phương pháp rời nước. Được chưa nào? Và hai là cái việc mà nung chất rắn, thì các bạn nhớ đến những cái gì mà các bạn có ở trong chương trình. Được chưa? Đấy, thì đó là câu số 26. Câu số 27. Câu số 27 nhìn nhá, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ mất thời gian với nó, nhưng thực tế làm rất nhanh. Đấy, đây mới là chính là cái mà thầy muốn đưa đến cho các bạn trong cái câu số 27. Câu số 27 nó bảo rằng trộn 100g dung dịch NaOH 10% với 150g dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch X. Trong X chứa chất tan Y. Chất Y này làm đổi màu quỳ tí bằng. Đấy, hỏi nồng độ phần trăm trong dung dịch Y là bao nhiêu, trong dung dịch X là bao nhiêu. Thế tóm lại chúng quy lại là nó chỉ cái là nó tính cái thằng X này thôi, nồng độ phần trăm của thằng Y trong X này thôi. Và Y này là cái gì thì các bạn nhìn thấy là nó làm đỏ quỳ tím là các bạn sẽ đoán được là cái ông HCl này ông ấy phải dư. Đúng không? Là ông HCl ông ấy phải dư. Vậy thì dư thì làm thế nào? Thì đương nhiên một điều là các bạn ban đầu là các bạn sẽ phải tính xem là cái số mol của từng thằng là bao nhiêu đã. Đúng không? Thế thì C phần trăm, nhắc lại kiến thức một tí, C phần trăm thì bằng M của chất tan chia cho M của dung dịch nhân 100%. Đó, nhân 100%. Thế thì 100g nồng độ 10% nhẩm luôn cái là NaOH là phải bằng 10g. Đúng không? Nó 10% trong 100g thì đương nhiên 100 nhân với cái phần trăm này thì bỏ nó đi chứ còn gì nữa. Thế thì ông NaOH này số mol là cái khối lượng của nó phải là 10g. Được chưa? Vậy thì các bạn có được ngay M của NaOH bằng 10g. Quy luôn ra số mol của NaOH bằng cái gì? Các bạn bấm máy tính thôi, đừng có nháp. Hạn chế nháp càng ít càng tốt nha. Số mol của NaOH nó sẽ bằng là 10 chia cho M lớn của nó, ông này là 40. 23 cộng 17, 40. Anh chàng này bằng 1/4, tức là 0,25
25 mol. Được chưa? Không phải 25 mol. Chắc chắn một điều axit dư, nó đỏ mà. Đấy. Thế thì tiếp theo các bạn sẽ thấy là số mol của HCl và nhiệm vụ của các bạn là xem HCl này nó dư thì nó dư bao nhiêu. Nhá, nó dư thì nó dư bao nhiêu. Ông này là 150g dung dịch và HCl có nồng độ 7,3%, vậy thì nó sẽ là 150. Đúng không? Mol dung dịch này nhân với C%. C% là 7,3. Đấy, C7,3. Sau đó thì chia cho 100. Nó sẽ ra được 10 chất nan. Thì thầy sẽ bấm nhanh xem các bạn xem nó là bao nhiêu nhá. 150 nhân với lại 7,3 tức là 7,3 nhân 1,5. Các bạn sẽ có được cái ông này là 10,95g. 10,95g. Nếu như quy ra số mol thì các bạn chia cho là chia cho 36,5. Đúng không? Anh chàng này bằng 0,3 mol. Tương đương với 0,3 mol. Được chưa? Tương đương với 0,3 mol. Nhưng tuy nhiên ở đây thì thầy sẽ có một cái mẹo cho các bạn như sau, các bạn sẽ làm nó nhanh hơn. Bởi vì người ta hỏi cái nồng độ phần trăm của Y ở trong dung dịch X. Tức là người ta sẽ cần là M của HCl. Các bạn biết trước là HCl nó dư mà. Đúng không? Chia cho M của cái dung dịch X. Đấy, sau đó nhân 100%. Đúng chưa? Mà các bạn biết thừa này, phương trình phản ứng này, HCl phản ứng với NaOH theo tỷ lệ 1:1. Bạn nào mà làm quen rồi thì bạn sẽ làm được cái này. NaCl cộng với H2O. Cái này theo tỷ lệ 1:1 thôi. Nhá. Vậy thì số mol của thằng NaOH nó phản ứng bao nhiêu thì HCl nó phản ứng với bấy nhiêu. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chỉ cần lấy là cái khối lượng của HCl tổng này trừ đi cái phần khối lượng của HCl nó phản ứng. Mà khối lượng của HCl phản ứng thì bằng 36,5. Nhá. Anh chàng này trừ đi này 10,95 này trừ đi 36,5 là M lớn của HCl nhân với số mol của HCl phản ứng bằng đúng số mol của NaOH là 0,25. Đúng không? Thì các bạn không cần phải mất cái công là chuyển từ cái 10,95 này ra thành số mol nữa. Được chưa nào? Còn nếu bạn nào không quen thì các bạn cứ làm như bình thường nhá. Chúng ta sẽ có là 10,95 trừ đi 36,5 nhân với 0,25 thôi. Các bạn sẽ có ngay ông này bằng 1,825g. Đấy, 1,825g. Và sau đó thì thay vào đây. M của X là cái mà các bạn cần phải chú ý. M của X này sau khi mà các bạn đổ hai cốc nước vào với nhau á, thì lượng nước các bạn thu được nó phải là cái lượng nước tổng cộng của nó. Thế thì ở đây các bạn sẽ thu được là cái gì? Các bạn trộn 100g NaOH với 150g HCl. Không có cái gì bay ra, không có cái gì kết tủa. Vậy thì khối lượng của nó phải bằng khối lượng tổng của hai cái cộng vào với nhau. Được chưa? Tức là khối lượng của nó sẽ phải là 250. Đấy, và các bạn làm phép tính nhân 100%. Thì 1,825 chia cho 250. Thì các bạn sẽ sau đó các bạn nhân 100 đi. Thì các bạn sẽ thu được là 0,73%. Đấy, chắc là chỗ thầy tính sai chỗ nào rồi. Nó sẽ là ở kia nó có cái con số là 7,3%. À đây, đúng rồi, 0,73%. Đây rồi, chuẩn rồi. Cứ tưởng không có đáp án, giật mình tưởng tính sai, không phải. Đây, đáp án của nó sẽ là đáp án B nhá. Đấy, thì cái câu số 27 thì nó sẽ chỉ có một cái mà lưu ý cho các bạn thôi. Lưu ý cho các bạn thôi. Cái đó chính là cái M của X phải bằng tổng khối lượng của hai cái cộng vào. Nhớ chưa? Đấy, nhớ nhá. Đó là cái chàng X. Tiếp theo nữa là cái gì? Cái mà M của HCl thì ngoài cái việc mà các bạn quy đổi hết về số mol và tính theo chất hết chất dư ấy, thì các bạn có thể khai thác luôn được từ trong cái đề bài. Đó là người ta đã cho các bạn là Y này làm đổi màu quý tím sang màu đỏ. Đấy. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ biết là cái anh chàng này nó là HCl. Nhá. Ok, thế thôi, không có gì cả. Còn nếu không các bạn cứ so sánh các bạn biết được ngay mà. Nhá. Đấy là câu số 27. Ở câu số 28 nó bảo là hỗn hợp khí gồm có C2H4 và C2H2 tác dụng với nước brom dư thì khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 6,08g. Thế thì đây nó là cái dạng bài các bạn sẽ thấy là rất là điển hình của cái việc là cho hỗn hợp hai chất. Được chưa? Cho hỗn hợp hai chất mà nó lại có một dữ kiện này, hai dữ kiện thì dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp là giải hệ. Đấy, để chúng ta giải. Thầy sẽ giải chi tiết cụ thể ra để cho các bạn dễ nhìn nhá. Chúng ta sẽ có C2H4 này
bạn nào mà đã học đến những tràng hữu cơ này rồi thì các bạn sẽ biết là nó cộng với lại Br2 theo tỷ lệ 1:1 để tạo thành là C2H4Br2. Được chưa? Còn ông C2H2 nó phản ứng với lại Br2 theo tỷ lệ là 1:2 để tạo thành là C2H2 và Br4. Đấy, nếu như tôi gọi cái số mol của ông này là X, số mol của ông này là Y thì ở đây tương ứng của nó sẽ là X, còn ở đây nó sẽ là 2Y. Tại vì sao? Thì tương tự như cái ban nãy chúng ta vừa mới nói nhá. Hệ số tỷ lệ là 1:1, vậy thì ông này là X, ông này cũng là X thôi. Còn lại ở đây là 1, ở đây là 2, vậy là thằng Brom nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn bao nhiêu? Thì nó nhiều hơn gấp đôi. Vậy là ở đây là Y thì nó phải là gấp đôi lên là 2Y. Được chưa? Trong đề bài nó cho hai con số, một là 0,56 lít, tức là thể tích của hỗn hợp khí. Các bạn hoàn toàn các bạn có thể đổi ra số mol. Số mol của hỗn hợp khí bằng 0,56 chia cho 22,4. Đấy, cái anh chàng này các bạn tính máy tính thì nó sẽ ra và nó sẽ bằng đúng cái giá trị là số mol của hai chất ban đầu X cộng với Y. Được chưa? Phương trình số 2 nó sẽ liên quan đến con số còn lại, đó là cái con số mà 6,08 gam. Thế thì X và 2Y ở đây nó là số mol của brom, đúng không? Nó là số mol của brom. Thế thì số mol của brom thì tôi sẽ có là tôi chuyển hết về số mol của Br2 đi. Vậy thì một cái anh chàng Br là 80, vậy thì Br2 của nó sẽ là 160, vậy thì 6,08 nhá, chia cho 160 nó sẽ bằng X cộng với 2Y. Được chưa? Và cái việc còn lại là anh Casio anh ấy giải, tôi không cần phải giải. Đấy, và các bạn sẽ bấm máy tính, bấm máy tính ngay nha, chúng ta sẽ có giải hệ. Và nếu bạn nào mà không biết cách giải thì ở trước đó thì thầy đã có một cái video hướng dẫn các bạn rồi. Và nếu như cần thiết thì các bạn có thể hỏi bạn bè cho nó nhanh nhé, thầy sẽ không hướng dẫn lại cái cách bấm máy tính đâu. Chúng ta sẽ có 1x này, 1y này, con số của nó các bạn có thể bấm ngay trên máy tính. Nhớ này, thủ thuật là các bạn nháp càng ít càng tốt, bấm càng ít càng tốt. Giờ giải hệ luôn, sau đó các bạn mới bấm 0,56 chia 22,4. Cái thứ hai là 1x, 2y và 6,08 chia cho 160. Các bạn sẽ có giá trị của X của nó bằng là 0,012. Còn anh chàng Y là bằng là 0,013. Đấy, giá trị của X, Y rất rõ ràng. Được chưa? Và sau đó người ta hỏi cái gì? Thì người ta hỏi là phần trăm theo thể tích của C2H4 là bao nhiêu? Thì tỷ lệ về thể tích là tỷ lệ về số mol, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ lấy thằng C2H4 là thằng 0,012 chia cho cái kia là 0,025. Chúng ta sẽ có cái giá trị của nó bằng 48%. Được chưa nào? Và cái đáp án mà chúng ta chọn sẽ là đáp án A cho câu 28. Các bạn hãy lưu ý cho thầy một điều nhé. Đề bài nó hỏi cái gì thì chúng ta tính cái đó. Người ta hỏi là của C2H4 thì các bạn đừng đâm đầu các bạn tính cái thằng là cái anh chàng C2H2 là bao nhiêu. Được chưa? Thậm chí khi mà các bạn bấm giải hệ, các bạn chỉ cần nhìn thấy cái giá trị của X thôi là 0,012 là các bạn dừng được rồi. Không cần phải bấm dấu bằng một lần nữa, tiết kiệm được không phải mấy giây. Được không? Bấm ra ngoài và sau đó tôi làm luôn cái phép tính chia thì tôi sẽ có được cái 48%. Tranh thủ được cái gì hay cái đó. Và thậm chí trong cái quá trình mà cân bằng các bạn ở đằng sau ấy, các bạn nếu như mà các bạn đã nhớ được cái sản phẩm rồi nhá, khỏi viết phương trình, đừng viết phương trình ra nháp làm gì cả. Nếu như viết phương trình, bỏ qua cái phần nào mà không cần thiết. Ví dụ như cân bằng phương trình phản ứng hóa học, mà nếu như tôi biết được cái tỷ lệ rồi thì cóc cần cân bằng luôn. Cân bằng làm gì, có động đến nó đâu. Nhớ được tỷ lệ rồi còn gì nữa, đúng không? Thì đấy là cái mẹo dành cho các bạn khi mà các bạn làm là các cái đề mà nó liên quan đến trắc nghiệm nhá. Câu số 29. Câu số 29 này nó bảo cho 500ml dung dịch NaOH1m tác dụng vừa đủ với V ml H2SO42m thì thu được chỉ có dung dịch chỉ có mối trung hòa thôi. Và giá trị của V là bao nhiêu? Đấy, thì đối với lại cái loại này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn nhá. Cái cách thứ nhất của các bạn này, cái cách thứ nhất này. Các bạn biết NaOH phản ứng với lại H2SO4 thì các bạn cứ viết ra thôi. NaOH cộng với lại H2SO4 để tạo thành là Na2SO4 với nước, đúng không?
Đấy, và sau đó các bạn sẽ làm một cái động tác đấy là cân bằng phương trình phản ứng. Được chưa? Cân bằng phương trình phản ứng. Và ở đây thì các bạn sẽ có là cái tỷ lệ của NaOH là 2, H2S4 là 1. Ở kia các bạn có số mol của H2S4 là của NaOH là 0,5. Vậy thì số mol của H2S4 các bạn sẽ tính ra được bằng một nửa là 0,25. Đấy, và sau đó thì các bạn làm cái gì, có số mol của H2S4 rồi thì áp dụng công thức CM bằng N trên V. Hay nói cách khác, N bằng CM nhân với V. Đúng không? CM là mấy? CM là 2M. Vậy thì V là 0,25 các bạn nhân một phát. V là chúng ta chưa có số mol thôi. Vậy thì V chúng ta sẽ bằng là N chia cho CM, thay số vào, hoặc 0,25 chia cho 2. Thì các bạn sẽ ra được V. Và nhớ rằng V ở đây là V millilit. V là millilit, đơn vị là millilit. Còn cái mà chúng ta đang tính là áp dụng cho lít. Vậy thì 0,25 chia cho 2, các bạn có 0,125 thì phải đổi ra thành 125 ml. Chứ để 0,125 là các bạn toàn. Và các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái đáp án thôi, là 125 ml, đáp án D. Được chưa? Thì đấy là một cách làm. Cách làm thứ hai nha. Cách làm thứ hai của chúng ta như sau. Các bạn biết được thằng này sản phẩm sinh ra là Na2SO4. Và thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách mà không cần biết phương trình phản ứng. Các bạn nhìn này, Na2SO4, nhìn vào đây thôi là tôi biết là có hai thằng NaOH phản ứng với một thằng H2SO4 rồi. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn sẽ thấy là luôn luôn có cái tỷ lệ là số mol của Na với số mol của nhóm SO4 là tỷ lệ là 2:1. Na2SO4 một lần thôi mà, đúng không? Thế thì Na nó truy ra từ đâu? Nó từ NaOH. Một NaOH chỉ có một Na thôi. H2SO4 nó truy ra từ đâu? Nó truy ra từ cái thằng SO4 nó truy ra từ H2SO4. Nó cũng một H2SO4 cũng có một SO4 thôi. Vậy thì tỷ lệ ông này là 2:1 thì tỷ lệ NaOH với lại H2SO4 nó cũng phải là 2:1. Đấy, bạn nào mà nhìn nhanh thì các bạn sẽ làm được điều đó. Và khi mà nhìn được điều đó thì khỏi viết phương trình phản ứng làm gì cả, bỏ qua đoạn đằng sau. Làm luôn đằng trước thôi. Nhập. Số mol của H2SO4 bằng một nửa số mol của NaOH, có số mol của NaOH và tính là sao? Được chưa? Đấy, thì đấy là câu số 28. Câu số 29 rồi. Sang đến câu số 30. Câu số 30 này thì nó thuộc vào cái chương trình của kỳ 2. Cho metan tác dụng với khí clo theo tỷ lệ mol là 1:1, có ánh sáng, sản phẩm hữu cơ là. Thì trong cái thằng metan mà phản ứng với clo điều kiện ánh sáng thì một thằng clo thay thế cho một thằng hydro trong phân tử CH4. Thế nào là thế? Thì các bạn sẽ thấy là phân tử là CH4 này. Được chưa? Cộng với lại CL2 thì thầy viết luôn là CL với CL này. Đấy, thế thì một ông clo sẽ thay thế cho một cái ông H. 1:1 thôi nhá. Tỷ lệ 1:1 thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là một H thay ra ở đây thì nó còn 3H, chúng ta sẽ có là CH3. Một CL gắn vào thì nó là CH3CL cộng với HCl bên ngoài. Được chưa? Vậy thì ở đáp án ở đây nó sẽ là CH3CL. Nha, CH3CL đâu? Đáp án này. Đấy chưa nào? Nó sẽ là CH3CL. Đấy, câu 30 là lý thuyết nhanh thôi. Câu 31 này. Cho một lá đồng dư vào 100ml dung dịch AgNO3, nồng độ là x mol trên lít. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng của lá đồng tăng thêm 1,52g so với ban đầu. Giả thiết toàn bộ lượng bạc sinh ra bám hết vào lá đồng, giá trị của x là bao nhiêu? Thế đây nó là một cái bài tương đối là hay. Tương đối là hay cho cái phần mà kim loại tác dụng với lại dung dịch muối. Và thầy sẽ để cho thời gian cho các bạn suy nghĩ một chút nha. Và sau đó thì sẽ chữa. Phương pháp của nó là phương pháp tăng giảm khối lượng thôi. Bài này không khó, làm rất nhanh nha. Thử xem. Câu số 31. Thầy nói đến tăng giảm khối lượng thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải biết được tại sao nó tăng và tại sao nó giảm đã nha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái lá đồng mà người ta cho sẵn các bạn là đồng này nó sẽ phản ứng dư, tức là AgNO3 này nó sẽ phản ứng hết. Được chưa? Cái trang này nó phản ứng với lại bạc nitrat AgNO3. Đúng không? AgNO3. Nó tạo thành là CuNO3. Tất cả hai lần, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối đây. Và cân bằng nhẹ nhàng thì nó là 2AgNO3 và tạo ra 2Ag. Đấy. Cái Ag này sinh ra thì bám vào thanh đồng. Vậy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có sự chuyển biến như sau này. Cái đồng này thì nó tan ra.
đúng không? Nó phản ứng để nó đi vào muối đồng nitrat, mà đồng nitrat thì nó tan. Cho nên là đồng này là nó bị tan ra trong quá trình phản ứng. Vậy thì cái đồng nó tan ra, nó ra làm cho khối lượng của thanh đồng giảm đi. Được chưa? Vậy thì cái M giả sử là ban đầu tôi có khối lượng là M. Vậy thì nó sẽ làm giảm cái khối lượng nó là M của Cu phản ứng. Đúng không? Nhưng song song với cái việc là Cu này nó phản ứng, thì thằng bạc này sinh ra lại bám vào thanh đồng, và cái anh bạc này làm cho khối lượng của cái thanh đồng này nó tăng ngược trở lên. Đúng không? Vậy thì cái phần khối lượng sau phản ứng nó sẽ bằng là M của Ag sinh ra. Đấy. Vậy thì cái việc mà tăng khối lượng hay giảm khối lượng của thanh đồng này này, nó sẽ nằm phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc là cái thằng đồng này nó phản ứng nhiều hơn hay thằng bạc này sinh ra nhiều hơn. Được chưa? Các bạn đóng mở ngoặc vào thì các bạn sẽ thấy thôi. Cái này sẽ có là M của Ag trừ đi M của Cu phản ứng. Nếu anh chàng này dương thì M này nó tăng lên. M khối lượng của thanh đồng bắt đầu nó tăng, lá đồng tăng lên. Đúng không? Còn nếu như M của Ag trừ đi M của Cu phản ứng mà nó âm thì sao? Thì nó lại làm cho khối lượng giảm đi thôi. Đấy, thì đấy là nguyên nhân tại sao là có sự tăng và sự giảm khối lượng. Vậy thì tăng giảm khối lượng nó như thế nào? Thì các bạn sẽ nhìn vào trong phương trình này. Cứ một anh chàng Cu phản ứng, đúng không? Thì sao? Nó sẽ sinh ra là hai thằng Ag. Đấy, mà một ông Cu này thì có khối lượng là bao nhiêu? Nó có khối lượng là 64. Đã giả sử một mol thì nó sẽ có khối lượng là 64g nhá. 64g. Còn hai cái ông Ag này thì nó sẽ có khối lượng là 2 nhân với 108. Thế thì so sánh nhẹ nhàng thôi thì 2 nhân 108 là nó hơn đứt cái anh chàng Cu này rồi. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ tính ra được là cái khối lượng của nó sẽ tăng là bao nhiêu ngay, bằng cách là tôi lấy 2 nhân với 108 trừ đi 64. Nào, thử xem. 2 nhân với 108 và trừ đi 64 thì các bạn sẽ có là 152g. Đấy, các bạn sẽ thấy là cứ 1 mol thì nó tăng lên là 152g. Trong đề bài này các bạn nhìn này, trong đề bài này nó cho cái gì? Đấy, nó cho là lá đồng tăng thêm là 1,52g. Tức là chúng ta sẽ có cái phần tăng là 1,52g. Đúng không? Tôi chẳng biết là cái số mol x này nó là bao nhiêu. Đấy, x này là bao nhiêu. Được chưa? Và cái mà người ta cần ở đây các bạn chú ý là cái nồng độ của AgNO3. Tức là tôi cần cái số mol của AgNO3. Vậy thì các bạn sẽ một Cu thì phản ứng với lại 2AgNO3. Đấy, không phải chỗ này nhé, các bạn nhớ nhé. AgNO3. Đấy, vậy thì chỗ này cứ 1 mol thì phản ứng với lại 2 mol AgNO3. Bỏ qua cái thằng đầu tiên này đi, tôi cứ quan tâm nữa. Đấy, tôi cần là số mol của AgNO3 cơ. Như vậy là đọc cần kỹ đề nhá. Thầy chưa đọc kỹ đề cho nên là chỗ này để mắc một cái sai lầm đấy là mất công, tốn thời gian vào thằng Cu. Không cần thiết. Thế thì cứ 2 mol thì nó tăng lên là 152. Vậy thì tôi chưa biết là bao nhiêu, tôi gọi nó lại. À, trong đề bài nó có x rồi. A mol đi. Thì nó tăng lên theo đề bài là 1,52. Vậy thì các bạn sẽ thấy là 2 trên A thì bằng 152 trên 1,52. Tức là ông A này của chúng ta nó sẽ bằng là 0,02. Đấy, phương pháp này nó gọi là tăng giảm khối lượng. So sánh cái số mol phản ứng với lại cái lượng mà khối lượng của nó tăng. Nhá, cứ 2 mol tăng 152. A mol chưa biết, viết đấy. Tăng lên 1,52g. Làm pháp tính chia là nó phải bằng nhau. Và các bạn sẽ tìm ra được A là 0,02. Tức là các bạn đã có số mol của AgNO3 rồi. Đúng chưa? Mà số mol của cái anh chàng AgNO3 này chúng ta có là CM nó bằng X. Và nó sẽ bằng là số mol chia cho thể tích. Đúng không? Số mol là bằng 0,02. Thể tích nó cho là 100g thì nhớ đổi ra ra lít. À, 100ml thì nhớ phải đổi ra lít là 0,1 lít. Và anh chàng này bằng 0,2. Vậy thì x của chúng ta là 0,2. Đáp án là đáp án A. Được chưa nào? Đấy, thì đây nó là phương pháp tăng giảm khối lượng. Các bạn nhớ nhá, viết bao nhiêu mol theo cái phương trình phản ứng, theo tỷ lệ phương trình phản ứng này. Đấy, tăng lên cụ thể là bao nhiêu, tính toán ra theo đúng phương trình phản ứng. Và sau đó đề bài cho cái gì thì tôi viết vào cái đó. Đề bài cho số mol thì tôi viết số mol vào. Đề bài cho cái phần mà khối lượng nó tăng lên ấy thì viết cái khối lượng của nó tăng lên vào. Và sau đó thì chia đó. Hiểu gì các bạn cũng làm ra.
Được chưa? Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái phương pháp này trên mạng nhá, rất nhiều bài tập liên quan đến nó. Thì đó là câu số 31. Chúng ta chuyển sang câu số 32. Câu số 32 này, nó bảo rằng cho 23g rượu etylic tác dụng với acid acetic, thì thầy viết nhanh cái phương trình vì thực ra các bạn chưa được học cái này cho nên thầy sẽ giải nhanh thôi. C2H5OH nó là cái anh chàng rượu etylic. Acid acetic là CH3COOH. Thu được Fe nó sẽ là CH3COOC2H5 và cộng với nước. Đây là Fe. Và phản ứng này thì nó là phản ứng hai chiều. Tiếp theo nó bảo là cái gì? Nó yêu cầu tính khối lượng của ethyl acetate, chính là thằng này nhá. Xem nó thu được là bao nhiêu. Biết rằng hiệu suất thì nó bằng là 60%. Thì các bạn cứ giả sử hiệu suất 100% đi nhá. Gặp bài toán về hiệu suất cứ giả sử bằng 100%. Được chưa? Đề bài nó bảo là tính theo thằng rượu ethylic. Thì ok, thằng rượu ethylic đây, đúng không? Cái này cứ 1 mol thì nó tạo thành 1 mol này. Mà 1 mol ông này thì có khối lượng là 46g. Được chưa? Ông này có khối lượng là bao nhiêu? Các bạn tính thử. Thầy quên xử m lớn của nó rồi. Tính lại thử xem là bao nhiêu. 12 này, các bạn cứ bấm thôi. Cộng 3 này, cộng với lại 44 này, cộng với C2H5 nó là 29 này. Cái chàng này là 88, đúng rồi. Chuẩn rồi, 88. Vậy thì trong đề bài nó cho có 23g thôi. Mà một nửa, thì ông này cũng sẽ bằng một nửa, ông này là 44g. Đấy, thì đây nó là cái khối lượng sản phẩm thu được khi hiệu suất của nó bằng 100%. Đúng không? Thế thì khi mà hiệu suất của nó mà nhỏ hơn 100%, thì tức là cái sản phẩm tôi thu được là nó phải ít đi. Được chưa? Cái sản phẩm thu được của chúng ta nó sẽ phải ít đi. Thế thì ít đi thì tôi sẽ phải bao nhiêu? À, tôi sẽ phải nhân với lại cái 60 mà chia cho 100. Đấy, 44 nhân với lại 60 chia 100 thì nó sẽ bằng là 26,4g. Đấy, thì đó là cái cách làm của câu số 32. Và đáp án của nó lại là A. Nhá, nó lại là A thôi. Câu số 34, câu này dễ rồi. Nhỏ vài giọt iốt vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột. Thì cái này trong sách giáo khoa nó nói rồi, nó sẽ xuất hiện màu xanh nhá, ở nhiệt độ thường thôi. Đó. Dung dịch hồ tinh bột làm cho iốt chuyển màu xanh. Câu 35 này. Cho 2,06g hỗn hợp X gồm có MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được bằng này khí CO2 thành phần phần trăm theo khối lượng của MgO và MgCO3. Đối với bài này thì các bạn có một thói quen như sau, và thầy phải hạn chế các bạn luôn. Đấy là các bạn viết phương trình phản ứng MgO cộng với lại HCl thu được MgCl2 và nước, MgCO3 cộng với HCl. Đấy là thói quen của các bạn nha. Nhưng đối với bài này các bạn không cần thiết các bạn phải làm điều đó. Các bạn chỉ cần viết một phương trình phản ứng thôi. MgCO3 cộng với lại HCl. Vì ông kia làm gì sinh ra khí? Làm gì có khí CO2 đâu, đúng không? MgO là không có C này, HCl cũng chẳng có C. Vậy thì cái thằng CO2 sinh ra nó chỉ ở cái phản ứng này thôi. Vậy thì đừng viết phương trình kia làm gì cả cho nó khổ ra. Chúng ta sẽ có là MgCl2 cộng với H2O và cộng với lại CO2 nhá. Như vậy là có 2HCl. Đấy, và trong cái đề bài nó cho các bạn cái số mol của CO2 có thể tính được 336ml, tức là 3,36 thì nó là 0,15 mol. Ông này sẽ là 0,015. Được chưa? 0,015. Thì anh này nó bằng đúng cái số mol của anh này luôn, 0,015. 0,015 mol. Được chưa? Và các bạn nhân lên. Đúng không? Chúng ta có khối lượng ngay của cái anh chàng MgCO3 mà, 0,015 này. Mà để chắc chắn nhá, các bạn có thể bấm thẳng từ đầu luôn, đấy là 0,336 chia cho 22,4. Được chưa? Nhân với lại là bao nhiêu? M lớn của MgCO3 cũng không cần phải tính. Nếu như các bạn quên tính, mở ngoặc ra, 24 cộng với thằng kia là 60, 1,26g. Suy luôn được M của ông này bằng 1,26. Người ta bảo là tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Mg và MgCO3. Tôi tính thằng MgCO3, sau đó tôi lấy 100% tôi trừ đi là tôi xong, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là 1,26 chia cho cái con số đề bài nó cho là 2,06, đúng không? Nhân với 100 là 61,17%.
Các bạn tìm thằng 61,17%, nhưng nhớ là nó phải tương ứng nhá. Cái sai lầm của các bạn là các bạn sẽ thấy là câu A và câu D là giống nhau, nhưng mà cái thứ tự của nó ngược nhá. Thì đây là cái mà các bạn không để ý là các bạn toi. Vậy thì ở đây nó hỏi MG trước, MG CO3 sau. Tính ra được MG CO3 là 61,17 thì nó phải nằm sau. Được chưa? Vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Đấy, vậy thì chú ý trong câu này là gì? Viết phương trình ít thôi. Cái gì có, cần thì tôi viết, không cần khỏi viết. Được chưa? Đấy, đấy là mẹo của câu số 35. Mà nếu bạn nào cảm thấy nhanh quá thì cứ xem lại từ từ thôi. Nhá, xem lại từ từ thôi. Nhớ tổng hai cái anh chàng này 100% là cái chắc chắn. Vậy thì tính được phần trăm của MG CO3. À, đề phòng bạn nào mà quên mất công thức tính phần trăm nhá. Phần trăm khối lượng của MG CO3 nó sẽ bằng khối lượng của MG CO3 chia cho khối lượng của hỗn hợp. Tức là phần trăm của thằng nào thì bằng khối lượng của thằng đó chia khối lượng hỗn hợp, sau đó nhân với 100% nhá. Thì đấy là công thức tính. Được chưa? Tính được khối lượng của thằng này là tôi ngon rồi, xong rồi vì khối lượng hỗn hợp tôi đã có. Đấy, thì đó là cái mẹo để làm câu số 35. Được chưa? Câu số 36. Đây là một câu hỏi lý thuyết và nó tương đối hay ho. Tương đối hay ho. Và nếu bạn nào mà không khéo, bạn nào mà không để ý tinh thì các bạn sẽ không làm được. Cho Na2O vào dung dịch muối X thu được kết tủa màu trắng. Muối X là chất nào sau đây? Thế thì bắt đầu các bạn mới đau đầu, các bạn suy nghĩ chết rồi. Na2O là oxit bazơ. Thế tự nhiên bây giờ cho vào muối thì làm gì có kết đoạn nào mà muối tác dụng với lại oxit bazơ đâu. Đúng không? Không có cái nào mà là muối tác dụng với oxit bazơ cả. Nhưng mà nó có một cái ở trong đây, đó là dung dịch muối. Thì đây là cái điều mà các bạn cần phải chú ý nhá. Cho Na2O vào dung dịch muối thì cái đầu tiên ấy, thằng Na2O này không phản ứng với muối đâu, mà nó phản ứng với nước. Đấy, để tạo thành là NaOH. Và sau đó NaOH này sẽ phản ứng với lại muối của chúng ta trong dung dịch để tạo thành muối mới và bazơ mới. Thế thì muối mới là muối mà nó liên quan đến cái thằng Na, thì tất cả các muối của Na nó đều tan cả. Nhá, tất cả các muối của Na đều tan. Vậy thì cái kết tủa của chúng ta chắc chắn nó phải là cái thằng bazơ mới. Vậy thì các bạn nhìn xem trong cái đống này này nhá. Anh nào mà tạo ra kết tủa là bazơ có màu trắng thì tôi chọn cái đó. Thế thì ở đây các bạn nhìn này, NaCl là vứt đi rồi. Đúng không? Không phải rồi, nhìn là biết. FeCl3 thì FeOH tất cả 3 lần nó sẽ là sản phẩm. Và FeOH tất cả 3 lần thì nó có màu nâu đỏ. Nhá, tất cả những cái gì liên quan đến sắc 3 thì nó sẽ là màu nâu đỏ. Đấy. CuCl2 kết tủa màu xanh. Những cái gì liên quan đến đồng 2, đồng hóa trị 2 thì nó hay có màu xanh. Được chưa? Muối đồng và đồng hydroxit nó đều là màu xanh cả. Có CuO nó màu đen thôi. Nhá. MgCl2 là cái mà tôi cần chọn, bởi vì ba cái kia sai mất rồi. Được chưa? Đấy, thì đấy là câu số 36. Câu số 37, câu này hơi khó. Hơi khó cho các bạn một tí. Lát nữa thầy sẽ chữa. Nhá, lát nữa thầy sẽ chữa kỹ. Và chúng ta sẽ làm câu 38, 39, 40 trước. Nhớ nhắc thầy nha, nếu chẳng may thầy quên. Nào, câu 38. Cho bột magie tác dụng với 100ml dung dịch chứa AgNO3 0,2M và CuNO3 0,25M khuấy đều. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được M gam chất rắn, giá trị của M là. Thế thì đối với lại bài như thế này, đây nó chính là kim loại tác dụng với muối để thành kim loại mới và muối mới. Và bài này thì có thể xếp vào là hơi nâng cao một chút so với nhiều bạn. Thế thì cái này thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy một cái thôi, đó là thứ tự phản ứng. Đương nhiên một điều là chỉ có một thằng kim loại thôi, thì tôi sẽ không cần phải suy nghĩ là thằng kim loại nào phản ứng trước, kim loại nào phản ứng sau. Nhưng nó có hai muối thì AgNO3 phản ứng trước hay CuNO3 tất cả hai lần phản ứng trước, thì đó là cái điều mà các bạn cần phải nhớ. Đấy, thế thì nhớ như thế nào? Muối của kim loại yếu hơn nó sẽ phản ứng trước. Được chưa? Kim loại yếu hơn giữa Cu và Ag thì nó là Ag. Vậy thì thằng MgN và Mg nó sẽ phản ứng với lại AgNO3 trước. Đấy, AgNO3. Sản phẩm thu được là MgNO3 tất cả 2 lần giải phóng ra bạc 2Ag.
Các bạn tính toán theo phương trình này xong thì các bạn sẽ chuyển sang cái phương trình tiếp theo. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ có số mol của cái thằng magie là 0,6 chia cho 24. Đổi luôn nhá. Chia cho 24. Vòng này có 0,025 mol. Nào ban đầu này. Nháp nhẹ nhàng thôi. 0,025. Thằng AG này có bao nhiêu? 0,1 nhân với 0,02 là 0,2, tức là đằng này là 0,02 mol. Đấy, nhìn cái này biết ngay. Thằng AgNO3 này phản ứng hết. Mg phản ứng dư. Vậy thì cái phần phản ứng là phải tính theo thằng AgNO3. Ông này phản ứng hết 0,02 thì thằng này phản ứng mất một nửa, 0,01. Đấy, vậy thì sau phản ứng chúng ta sẽ thu được anh chàng này còn dư, và dư là 0,015 mol. Đấy, magie nó dư thì còn kim loại, còn muối, magie phản ứng tiếp với lại CuNO3 tất cả hai lần. Được chưa? CuNO3 tất cả hai lần. Thế CuNO3 tất cả hai lần này nó sẽ sinh ra cái gì? MgNO3 tất cả hai lần cộng với Cu. Đúng không? Thế thì ông Mg đâu rồi? Ông Mg của chúng ta đây. Còn 0,15. Chúng ta cứ viết thử số 0,015. Ông Cu của chúng ta có bao nhiêu? 0,025. Tỷ lệ bên trên là 1:1, thằng này số mol nhỏ hơn chắc chắn nó phản ứng hết. Đúng chưa? Vậy thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ phải tính theo thằng Mg. Đấy, vậy thì bỏ qua ông này. Xóa bỏ nó đi, nháp nhẹ nhàng thôi. Sinh ra ở đây sẽ là 0,015 mol Cu. Theo cái bên trên này tính theo thằng bạc là ông này 0,02, tỷ lệ đây là 22, đây 0,02 thì đây cũng là 0,02. Được chưa? Vậy thì nhá, người ta hỏi là thu được Mgan chất rắn. Chất rắn của chúng ta sẽ gồm có hai cái. Một là Ag và hai là Cu. Đấy, khối lượng của hai thằng cộng lại. Chúng ta có 0, bao nhiêu? 0,2 mol bạc thì tôi nhân với lại 108. 0,015 mon đồng thì tôi nhân với 64. Kết quả 3,12. Có không? Có rồi. Đây. Đáp án B. Được chưa? Đấy, thế đây nó chính là đáp án. Các bạn chỉ cần nhớ được thứ tự phản ứng, tính chính xác là các bạn ok. Thầy đôi khi cũng tính sai, cho nên các bạn cứ mạnh dạn các bạn tính lại xem thầy có sai hay không nhá. Đó, thế là câu số 38. Câu số 39 là một câu lý thuyết liên quan đến hóa hữu cơ. Nhỏ AgNO3 và ống nghiệm đựng dung dịch NH3 lắc nhẹ. Đấy, thì AgNO3 nhá, AgNO3 trong NH3. Đấy, và sau đó thì thu được là chất rắn có màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm. Đây chính là phản ứng trắng gương. Một ngày đẹp trời nào đó các bạn học đến phản ứng của hóa học hữu cơ, mở lại cái chỗ này thì hãy nhớ đây là phản ứng trắng gương. Được chưa? Chất tham gia được phản ứng trắng gương thì nó có glucose thôi. Saccharose, acid acetic hay rượu ethylic đều không có phản ứng này. Đấy, như vậy là câu 39 nó sẽ là glucose. Được chưa nào? Câu 40 cũng là một câu mà các bạn cần phải có kiến thức một chút. Đốt cháy hoàn toàn 5g chất hữu cơ X chứa CHO dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng H2O4 đặc dư thì khối lượng tăng thêm 5,4g. Thế thì chất hữu cơ chứa CHO khi mà đốt cháy thì các bạn sẽ nhớ là C như ban nãy thầy nói rồi. Các nguyên tố chuyển hết thành các cái oxit của nó. C thì nó sẽ chuyển thành CO2, H thì nó sẽ chuyển thành H2O, còn đương nhiên O thì nó chẳng chuyển thành cái gì cả, nó đi cả vào trong nước và CO2 này thôi. Được chưa nào? Đấy. Thế thì trong hai cái ống này thì CO2 sẽ không bị cái thằng H2O4 đặc này giữ lại đâu, bởi vì nó không phản ứng. Đấy. Chỉ có mỗi ống H2O4 thì nó hút nước mạnh, cho nên là nước nó sẽ bị giữ lại. Vậy thì cái 5,4g này nó bằng đúng khối lượng của nước. Được chưa? Đấy, 5,4g là khối lượng của nước thì các bạn sẽ suy ra được số mol. Các bạn sẽ suy ra được số mol của H2O bằng cách là lấy 5,4 chia cho 18. Nếu thầy không nhầm thì nó bằng là 0,3 mol. Được chưa? Đấy, bằng 0,3 mol. Và các bạn nhìn này. Ở đây có 2H. Đúng không? Vậy thì H ở trong cái hợp chất ban đầu ấy, nó cũng phải là có 2. Đó, tức là theo tỷ lệ về số mol thôi. Tức là ở đây chúng ta có 2H ở trong phân tử nước này, mà số mol của nước là 0,3, nhân với lại 0,3 nhân 2 thì chúng ta sẽ có là 0,6 mol nguyên tử H. H trước bằng H sau, do đó H ở trong hợp chất của chúng ta cũng phải là 0,6 mol. H
hay nói cách khác là 0,6 gram, được chưa? Chúng ta lấy luôn 0,6 gram chia cho 5 nhân 100, 12% là đáp án của câu 40. Đấy, thì đấy là cách làm nhanh nhất, chứ các bạn đừng đâm đầu vào tìm xem công thức của nó là cái gì, được chưa nào? Đấy, thì đấy là câu số 40. Và quay trở lại cái câu số 37 sẽ là câu cuối cùng của chúng ta nhá. Hấp thụ V lít khí CO2 và dung dịch chứa 0,1 mol CaOH tất cả 2 lần được 5 gram kết tủa, đó chỉ của V là thì đối với bài này thì nó sẽ là một cái dạng bài mà thầy giảng tương đối kỹ ở trong cái khóa học sinh lớp 9, khóa học hóa lớp học lớp 9 của thầy. Thế đây nó là một cái dạng bài tập mà nó đã từng xuất hiện trong đề thi học sinh giỏi của quận Hà Đông nha, nó là một nửa câu trong cái đề thi học sinh giỏi quận Hà Đông, cho nên là các bạn mà làm cái phần này thì nó sẽ tương đối là phức tạp một chút. Thầy sẽ giải luôn này. Khi CO2 cho vào trong cái dung dịch là CaOH tất cả 2 lần thì nó sẽ có khả năng xảy ra hai cái phản ứng khác nhau. Một là ra CaCO3 và nước, được chưa? Hai là nó sẽ phản ứng theo tỷ lệ là 2CO2 cộng với lại CaOH tất cả 2 lần ra sản phẩm là CaHCO3. Đây là hai cái phương trình phản ứng có thể xảy ra, nhưng mà nó lại có đến 3 cái trường hợp có thể xảy ra cơ. Thầy ký hiệu phản ứng trên là phản ứng số 1, phản ứng dưới là phản ứng số 2. Khi cái trường hợp số 1 ấy, trường hợp 1 ấy, là nó chỉ xảy ra phản ứng 1, chỉ xảy ra phản ứng 1 nhá, chỉ xảy ra phản ứng 1 và sản phẩm của nó tôi thu được là CaCO3, chỉ có CaCO3 là muối thôi, được chưa? Trường hợp 2 tương tự như vậy, nó sẽ chỉ xảy ra phản ứng nhưng không phải phản ứng 1 nữa, mà nó xảy ra phản ứng số 2. Đó, và đến cái chỗ này thì sản phẩm của nó sẽ chỉ có là CaHCO3 tất cả 2 lần thôi. Được chưa? Và trường hợp thứ 3, đương nhiên rồi, các bạn có thể tinh ý nhận thấy ngay, đấy là nó xảy ra cả hai phản ứng. Xảy ra cả hai phản ứng cùng một lúc. Đấy, tức là vừa xảy ra phản ứng số 1, vừa xảy ra phản ứng số 2. Thế thì cái sản phẩm của tôi vừa thu được là CaCO3 mà tôi vừa thu được là CaHCO3 tất cả 2 lần. Nhá, đấy là ba cái trường hợp. Đương nhiên để giảng kỹ phần này thì các bạn sẽ phải xem thêm cái phần kiến thức. Thầy sẽ chỉ cung cấp cho các bạn đủ để các bạn giải cái bài này thôi. Thế thì các bạn nhìn lại cái đề bài của chúng ta này. Đề bài này nó bảo rằng là khi mà cho CO2 vào dung dịch chứa 0,1 mol CaOH tất cả 2 lần thì thu được 5 gram kết tủa. Tức là tôi thu được kết tủa. Mà kết tủa là gì? Kết tủa là CaCO3, đúng không? Vậy thì cái trường hợp 2 này của tôi là tôi phải loại nó đi. Bởi vì trường hợp 2 này nó chỉ có CaHCO3 tất cả 2 lần thôi thì thằng này tan, đúng chưa? Vậy thì rõ ràng là thằng này không thỏa mãn. Trường hợp 1 có CaCO3, trường hợp 3 có CaCO3, vậy thì nó sẽ là hai trường hợp tất cả. Được chưa nào? Hai trường hợp thì các bạn nhìn thấy ngay đáp án C và đáp án D, thằng này hoặc thằng kia. Đấy, thì đó chính là cái mà chúng ta sẽ phải lựa chọn 50-50. Và dấu hiệu của nó thì hãy nhớ cho thầy một cái như sau. Nếu số mol của CaCO3 nhỏ hơn số mol của CaOH tất cả 2 lần thì các bạn sẽ có hai trường hợp. Đấy là cái điều chú ý nhá. Còn đương nhiên thì chúng ta sẽ phải giải quyết từng trường hợp một. Đó. Nào, thế thì trường hợp thứ nhất là gì? Trường hợp thứ nhất là các bạn chỉ có một cái phản ứng bên trên này thôi nhá. Chỉ có một phản ứng bên trên này thôi thì cái số mol của CaCO3 ấy, nó bằng 5 chia 100 và bằng 0,05 mol. Thì các bạn thay vào đây 0,05. Được chưa? CO2 chỉ xảy ra phản ứng này, thì tính ngược đây, anh thằng này là 0,05. Vậy thì cái trường hợp số 1 của nó là nó sẽ có là 0,05 nhân với lại 22,4 bằng 1,14 lít. Được chưa? 1,14 lít. Đấy, đấy là trường hợp thứ nhất. Vậy là 1,12 hoặc cái gì đó ở đằng sau. Được chưa nào? Đấy là trường hợp 1. Trường hợp số 2 là trường hợp gì? Nó xảy ra cả hai phản ứng, nhưng trong hai phản ứng thì cái thằng 5 gram cái tủa nó vẫn nằm ở phản ứng trên. Cho nên cái số mol cái tủa là không đổi, vẫn thay vào đây, vẫn thu được ở đây là 0,05. Nhưng tuy nhiên CO2 nó không nằm ở mỗi một phản ứng mà nó còn nằm cả bên dưới này nữa.
đúng không? Thế thì ông bên dưới này là bao nhiêu? Thì các bạn sẽ thấy là thằng này phản ứng hết 0,05 thì thằng này cũng phản ứng hết là 0,05. Và lần CaOH tất cả hai lần ban đầu có tổng cộng là 0,1 mol. Vậy thì cái phần còn lại nó sẽ nằm ở đây. 0,05. 0,1 chứ 0,05 ở bên trên sẽ ra được 0,05 ở bên dưới. Và các bạn sẽ tính ra được cái số mol của CO2 là 2 nhân 0,05 bằng 0,1 mol. Đấy, và tổng cộng chúng ta có 0,1 cộng với 0,05 bằng 0,15 mol nhân 22,4 là 3,36 lít. Đấy, vậy thì cái đáp án của chúng ta nó sẽ là đáp án D. Được chưa? Thì đây nó là một cái bài tương đối khó. Và nếu như xem cái này mà các bạn không hiểu thì một lúc nào đó thì sẽ hướng dẫn các bạn cái dạng dung dịch bazơ tác dụng với lại CO2. Và thực tế thì đã có một cái video live stream về cái vấn đề này rồi. Nhá. Đó, thì đây là câu 37 và câu cuối cùng trong cái đề mà thầy chữa cho các bạn. Có lẽ là cái video này chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi nhá. Và hy vọng một lúc nào đó chúng ta sẽ còn lại gặp lại nhau trong các cái video dành cho lớp 9 khác nữa. Chúc các bạn ngủ ngon. Giờ cũng đã hơn 10 giờ mất rồi. Đó, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.